Hello, xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn quay lại với kênh Nội Xe Máy Gia Đình các bạn. Thì hôm nay mình với Văn để cập nhật lại cái giá xe cuối tháng cho chị và các bạn ha. Vision và SH1 cao nha. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua những cái dòng nào thì mình cứ mạnh dạn mình kết bạn vào Zalo của Văn. Văn sẽ tư vấn chi tiết cho anh chị và các bạn nha. Rồi. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vân nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những dòng xe là Vision, SH More và SH Nam. Đầu tiên là Vision, chiếc xe em đang ngồi đây là Vision 2020. Màu này là màu bên em đã đổ lên nha mọi người. Đổ lên màu vàng. Giá là sao em? Giá là 32 triệu là mẫu 2020. Mẫu 2020 32 triệu mình trả trước bao nhiêu không? Dạ, trả trước tầm khoảng 4-5 triệu là mình sở hữu được chiếc xe này rồi nhé. Vision mình trả 4-5 triệu. Dạ, từ 4-5 triệu. Còn thủ tục như thế nào em? Thủ tục thì bên em yêu cầu là từ đủ 18 tuổi trở lên và chứng minh nhân dân và bằng lái xe. Nếu ai không có bằng lái xe thì mang giúp em chứng minh nhân dân và sổ khẩu. Dạ, bên em liên kết với lại 6 ngân hàng là FE, HD, MB, Home, Mira và ACS. Thì tất cả các ngân hàng đều hỗ trợ các bạn từ đủ 20 tuổi trở lên thì tất cả các ngân hàng đều được. Còn từ đủ 18 tuổi thì có 3 ngân hàng hỗ trợ nha. Ba ngân hàng là 18 tuổi. Rồi, hôm nay là 32. Hôm nay chắc cũng là 32 luôn em. Dạ, mà những mẫu phiên bản 2020 thì là đều là 32 triệu. Là những màu thường. Rồi, còn mẫu 2021 em? Dạ, 2021 bên này thì là giá là nhỉnh hơn chút xíu là 34 triệu. Mình cũng trả trước cho em tầm khoảng 5-6 triệu trở lên là mình mua xe được rồi nhé. 5-6 triệu. Dạ. Rồi, mình thấy có cái bản 2021 này rất là đẹp luôn, phù hợp luôn với nhiều bạn nữ. Dạ, màu này gọi là màu xanh đen nhám. Xanh đen nhám. Mẫu 2021 màu đặc biệt ha. Dạ không, màu này màu thường anh. Còn màu đặc biệt thì là màu xanh đen. Xanh đen. Dạ, xanh đen nhưng mà nó nghiêng về màu lục một chút xíu. Hiện tại thì bên em là hết hàng rồi. Mới hết ạ. Dạ. Giá là hiện tại mình nhắc lại một lần nữa là 2020 có nghĩa là 32 triệu. Tùy theo màu nó sẽ có mức giá khác nhau. Cái thứ hai là 2021 là 34 triệu. Mình trả trước thì mình trả từ 4-5 triệu là tùy theo phiên bản nha. Giá em báo là chưa bao gồm biển số nha các bạn. Nếu mà ai biển số ở huyện hay thị xã hay thành phố thì cứ liên hệ số Zalo của em là 0967034739 để em tính biển số cho mọi người nhé. Dạ, tiếp theo em xin giới thiệu dòng xe là SH More và SH Nam. Đó, các bạn nhìn đi, SH More cũng là dòng nữ nha. Mình đang giới thiệu dòng nữ với dòng nam. Thì đối với cái dòng SH cao, SH của nam á, thì bây giờ như thế này á, nam thì mà sáng nữ mình chỉ quay nữ luôn đi. Dạ, hợp lý nữ thì mình quay nữ trước đi anh ha. Đây là hai chiếc phiên bản cá tính bên ABS, phiên bản cá tính bên cửa hàng em. Đây là màu xám đen, bạc đen. Còn bên đây là màu đỏ đen. Dạ, giá hiện tại của nó là 68 triệu. 68 triệu. Dạ đúng rồi, 68 triệu. Rồi, mình qua bên SH cao. SH cao chiếc này. Dạ đúng rồi, toàn bộ là 125 CBS. Giá hiện tại bên em là 79 triệu. Còn dạ, đó là dòng 125 CBS là 79 triệu. Còn ABS? Còn ABS thì cao hơn 10 triệu là 89 triệu. 89. Còn nếu mà 150? Dạ, 150 CBS thì có giá là 99 triệu. Còn mà 150 ABS thì là 109 triệu. Chưa bao gồm phí biển số nha mọi người. Rồi, đó thì mình vừa báo sơ qua cho anh chị và các bạn ha. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua những dòng nào thì mình nhanh chóng mình kết bạn vào Zalo. Và mình alo về số điện thoại của Văn ha. Mọi người xem nhớ like và chia sẻ mạnh để ủng hộ Văn nha mọi người. Dạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip tiếp theo ha.